Sáng nay tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 tháng cuối năm nay, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới và từ 5 đến 7 cơn ảnh hưởng tới đất liền. Bão hoạt động nhiều hơn từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần từ tháng 11. Về mưa lũ và ngập lụt, đỉnh lũ các sông ở Bắc Bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2, riêng các sông suối nhỏ từ báo động 2 đến báo động 3, tập trung từ tháng 7 đến tháng 9. Cả nước hiện có 2.741 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó có 288 điểm sung yếu. Vì vậy, nếu có lũ lớn, mưa bất thường thì chắc chắn có sự cố. Khi có sự cố vỡ đê, thiệt hại vô cùng lớn không chỉ về con người mà còn hạ tầng, khu chế xuất và khu công nghiệp. Do đó, bảo vệ đê điều là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tại hội nghị này đã có nhiều bài tham luận của các lãnh đạo chi cục thủy lợi, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đã trao đổi bài học kinh nghiệm, cách làm hay, chia sẻ những tồn tại hạn chế cần sớm được tháo gỡ và hướng giải quyết để giữ vững an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến bão lũ ngày càng cực đoan khốc liệt, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhà nước trước thiên tai. Hôm nay là ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6, và năm nay, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP đã phát động chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Qua đó nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, đặt mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường từ đất liền đến đại dương. Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới thì nhiều hoạt động đã được tổ chức. Ra quân làm sạch biển, trồng cây xanh, đây là hai trong số rất nhiều hoạt động trong chiến dịch vì môi trường nhận được sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Thanh niên của bọn em thì luôn luôn hăng hái và nhiệt huyết với tinh thần tuổi trẻ sẽ góp phần để bảo vệ môi trường ngày một xanh sạch đẹp hơn ạ. Em cảm thấy là không vất vả gì mấy và em luôn tự hào vì em đã đóng góp một ít sức trẻ của mình cho việc bảo vệ môi trường ngày hôm nay ạ. Hàng tuần hàng tháng thì đơn vị phối hợp với các đơn vị địa phương, đơn vị bàn tổng dọn vệ sinh môi trường biển thường xuyên. Hàng năm có đến trên 400 triệu tấn nhựa được sản xuất. 2/3 trong số đó là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, sớm trở thành chất thải. Đồng thời, sản xuất nhựa là một trong những quy trình sản xuất sử dụng nhiều năng lượng nhất trên thế giới. Để những con số này giảm lại, cần có sự đồng lòng, nỗ lực của mỗi quốc gia. Chúng tôi mong muốn là thông qua những chiến dịch Ngày Môi trường Thế giới cũng như là Ngày Đại dương Thế giới năm nay thì cộng đồng và các doanh nghiệp cũng như nhà nước sẽ cùng chung tay hành động để xây dựng một cái đất nước Việt Nam xanh sạch đẹp hơn. Việt Nam khẳng định chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái với quan điểm không đánh đổi môi trường lại tăng trưởng kinh tế. Sự cam kết của mỗi cá nhân, tổ chức sẽ góp phần cứu trái đất khỏi những khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến môi trường.